Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, Bộ Giao thông Vận tải vừa gia hạn cho các đơn vị có trách nhiệm chậm nhất đến ngày 20 tháng 1 phải hoàn tất việc sửa chữa quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên. Theo ông Trí, sau bão số 9 vào cuối tháng 11 năm 2018 đến nửa đầu tháng 12 năm 2018, các đơn vị thi công vá ổ voi, ổ gà trên quốc lộ đã thực hiện được việc sửa chữa khoảng 60% diện tích hư hỏng. Tuy nhiên, từ ngày 27 tháng 12 năm 2018 đến ngày 4 tháng 1 năm 2019, ở Phú Yên liên tục có mưa lớn kéo dài khiến việc sửa chữa bị đình trệ, đồng thời làm phát sinh hàng trăm hư hỏng khác với diện tích ước khoảng 3.500m2 mặt đường nữa. Do thời tiết xấu như vậy, việc sửa chữa đường không thể triển khai, nên kế hoạch ban đầu của Ban Quản lý Dự án Thăng Long, đại diện chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1 qua Phú Yên là hoàn thành việc sửa chữa trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 không thực hiện được. Đây là lý do để Bộ Giao thông Vận tải quyết định lùi thời gian thêm 20 ngày nữa để thực hiện hoàn tất việc sửa chữa quốc lộ 1. Ngày 5 và ngày 6 tháng 1, theo quan sát của phóng viên, các đơn vị thi công đã đổ quân để sửa chữa các hư hỏng trên quốc lộ 1 qua Phú Yên. Đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho hay đã tập trung 5 mũi thi công trên toàn tuyến, cố gắng xong việc sửa chữa quốc lộ 1 đúng thời hạn gia hạn của Bộ Giao thông Vận tải. Tại Bình Định, mưa lớn kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc sửa chữa quốc lộ 1, làm hư hỏng thêm nhiều vị trí trên quốc lộ 1 và quốc lộ 19. Ông Trần Thái Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ 3.2 cho biết, đã có văn bản gửi đại diện chủ đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 19 qua Bình Định, chỉ đạo thi công sửa chữa, chậm nhất đến ngày 7 tháng 1 phải hoàn tất.